nay thì em Lê Hương lại về thêm này các bác ơi. Về thêm một mẫu xe Innova được sản xuất vào năm 2012 bản E-Sit, giá chào bán 345 triệu công khai ngay từ lúc quay video cho mình đây ạ. Bác nào quan tâm về dòng xe Innova không khoan đục, không dịch vụ, nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương 0354602790. Những chiếc xe Innova ở nhà em Hương có em đã bán hết rồi. Đây là chiếc xe em đang về, mới về thêm nhé. Mới về thêm đời 2012. Các bác nhìn này, form dáng 2012 rất là đẹp luôn, biển 21 nhé. Đèn halogen kết hợp với đèn phá sương bản E-Sit, với động cơ trang bị là 1.2.0, Innova là 2.0 các bác nhé. Động cơ trang bị 2.0, bác nào với tài chính trên 300 triệu, nếu như Xpander nó phải rơi vào tầm trên 500, gần 600 thì Innova là một trong những sự lựa chọn rất là ok luôn. Ngay từ những thời xa xưa thì Innova đã gắn liền với tuổi thơ của em Hương rồi. Đi đâu du lịch hay là đi đâu việc xa là chỉ có Innova thôi. Đến bây giờ nó với nâng cấp lên là Xpander. Xpander máy số rất là ngon nhưng mà giá thành hơi cao, thì Innova vẫn là một trong những sự lựa chọn được khách hàng quan tâm nhiều nhất, vì giá thành của em này quá là ok luôn. Hơn 300 triệu thôi là các bác có thể sở hữu một chiếc xe Innova đời 2012, số sàn, động cơ trang bị 2.0 nhé. Kể về Innova thì em nó không có nhiều công nghệ option như Xpander, nhưng mà độ bền bỉ và máy khỏe thì nó không hề thua kém ở bất kỳ một dòng xe nào các bác ạ. Vô lăng thiết kế 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, màn hình giải trí đầy đủ rồi. Em sẽ quay luôn về cái khoang buồng lái của chiếc xe Innova đây ạ. Sấy sợi kính lấy gió trong ngoài, cổng sạc 12V đầy đủ cho em rồi. Cần số phanh te sắc nét, áo da cũng không hề bị rách vỡ nhé. Chìa khóa của Innova đây. Nó cũng giống như xe của em nó thôi. Thiết kế rất là đơn giản luôn, khóa và mở thôi, không nhiều công nghệ cầu kỳ, option gì cầu kỳ đâu ạ. Cái này là cái làm thơm rồi. Trần là trần da nguyên bản, xong rồi lại còn bọc ly lông rất là sạch sẽ luôn. Táp ly táp lô thì đẹp căng luôn. 4 quả loa to bản, trang bị 4 cánh cửa, thêm 2 lắp, thêm hoặc 2 cái loa chép nhỏ như thế này. Cam kết cho mình là không đâm xô, không nhập nước. Dịch giã gần như là vào quy định rồi. Thì các bác ơi, Innova đi, gia đình, dịch vụ, đám xin, cưới hỏi, nếu như đi chơi du lịch xa thì 7 chỗ ngồi vẫn là ăn khách đúng không ạ? Nếu như 5 chỗ chạy gia đình dịch vụ thì 7 chỗ chạy dịch vụ còn ok hơn là dòng 5 chỗ. Chính vì vậy mà Innova của em Hương cứ về trước nào là lại đi làm dâu các tỉnh trước đấy ạ. Ốc nhái này các bác nhìn này, không vặn mở nhá. Tất cả này, móc khóa này, thông số của xe còn nguyên bản cho em luôn. Toyota Innova đời 2012, 345 triệu bản E-Sit. Khoang hành lý hoàng ghế thứ hai cũng cực kỳ rộng rãi luôn. Ghế da cao cấp rộng rãi, khoảng cách từ hàng ghế này sang hàng ghế kia cũng vẫn là rộng rãi, dù các bác có 1m7, 1m8 ngồi cũng cực kỳ thoải mái luôn. Và em này thì cũng thiết kế cho em này điều hòa 3 vùng. Ở đằng trước các bác sẽ hưởng điều hòa cùng với bác tài ở mặt bên táp lô. Ngồi hàng ghế thứ hai điều hòa đã treo lên trên đây rồi. Và điều hòa thứ ba cũng nằm ở đây luôn nhé. Hàng ghế nào các bác ngồi cũng đều có điều hòa mát lạnh, không phải cứ hàng ghế đầu mới là mát đâu. Đây, 4 quả loa to bản này, hộc để đồ cá nhân này. Tại bước chân lên xuống ốp mạ chrome này, móc khóa để sáng choang luôn. Móc khóa trẻ nhỏ thông minh cũng còn, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa cho mình. Lốp lắp rất là dày dặn luôn, phanh đúc thể thao, hợp kim thì đẹp cho em rồi. Đây chính là ngoại hình của chiếc xe Innova đời 2012, số sàn, động cơ trang bị 2.0. Quay chi tiết khách hàng nhà mình luôn. Innova đây ạ, bản E nhá. Cảm biến phía sau thì em này chưa có, nhưng em này có bộ có cam lùi đầy đủ rồi. Cam lùi đầy đủ rồi các bác này. Thiết kế sinh ra là để chở 7 người, nên khoang hành lý của em nó cũng thì vừa phải thôi. Rất là vừa phải, nhưng nếu như các bác nào có một chuyến đi chơi nhà 5 người thì các bác có thể gặp lại cái hàng ghế thứ ba này cho em, thì đó sẽ là một khoang hành lý cực kỳ lý tưởng luôn. Điều hòa đây, mát lạnh luôn. Máng nước hai bên cũng không hề bị đâm xô hay là ngập nước hay là bị biến dạng này các bác nhìn này. Từ những cái bấm đinh tán này, nắng nó chiếu vào nhìn rõ chưa ạ? Đó, chi tiết cho mình luôn. Lắp cốp đây, từng con ốc zin đẹp cả xe như thế này. Còn chần chờ gì khi mà muốn sở hữu một chiếc xe Innova mà chưa tìm được chiếc nào ưng ý thì đến đây xem xe trực tiếp với em Hương. Nhất định các bác sẽ mua được xe. Vì bên em Hương về thêm rất là nhiều Innova. Có 12, có 11 và có luôn cả 14 các bác nhá. Đây, chi tiết cho mình. Đèn hậu phía sau thiết kế cực kỳ to bản, chia làm 3 tầng, rất giống với cột đèn giao thông đúng không ạ? Trắng này, đỏ này, không hề hấp hơi hay là mờ nước. Da lốp cực kỳ dày dặn luôn. Da lốp đây, rất là dày dặn. Hàng ghế da bên kia em cũng quay rồi, em sẽ quay ốc nhái bên đây này. Gioăng cửa không hề bị rách vỡ này. Ốc này, khóa này, sáng choang luôn. Không này, option không phải kể đến nhiều, vì em nói thực chất là không có cái nhiều cái gì là đáng để kể cả.
móc khóa trẻ nhỏ thông minh này. Em này thân vỏ cứng cáp, máy số ngon, đi thì lành và bền, chở 7 người thì vẫn khỏe nhá. Ăn ít mà chở khỏe chỉ có thể là Innova thôi các bác ạ. Chỉ có thể là Innova thôi. Đây các bác nhá, ốc đây, quay chi tiết chưa? Kệ bước chân lên xuống. 4 quả loa thêm 2 loa chép, tất cả cái phần này đều là da mềm cho em. Móc khóa này sáng choang, không hề bị rỉ sét hay là bị ố màu. Đây. Quay hết về bên ngoại thất, nội thất cho các bác xem rồi. Xi nhan trên hông. Lốp đây, hai bánh trước phanh này. Đầy đủ cho em rồi. Rất là an toàn khi mà các bác đi xe có phanh đĩa hoặc phanh ABS các bác nhé. Đèn là đèn halogen, mặt logo của Toyota đây. Nội thất, ngoại thất em Hương đã quay rồi. Bây giờ em sẽ quay đến khoang động cơ, máy móc của xe nhé. Nào xem đăng ký đăng kiểm đến bao giờ nào. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 2023 các bác cứ yên tâm đi, còn dài miên man đúng không ạ? Khoang động cơ, máy móc bây giờ em cho xe các bác xem luôn nhé. Là một chiếc xe mộc nên em sẽ quay qua về khoang nội thất và khoang máy móc trước. Còn nếu về động cơ thì bác nào đợi em 2 hôm nữa em sẽ quay chi tiết động cơ cho mình nhé. Xe này rất là đẹp rồi nhưng nó vừa mới về, còn hơi bụi bẩn một chút để em make up lại, trang điểm sạch sẽ cho đi spa. Rồi em sẽ lên sóng cho mình. Nếu như bác nào thật sự đang cần một dòng xe Innova như thế này thì cứ nhấc máy lên trực tiếp liên hệ cho em Lê Hương ạ, 0354602790. Đến xem xe, chạy thử xe và cảm nhận xe em sẽ để cho mình với cái giá cực kỳ yêu thương luôn. Xe đua bên em với địa chỉ 51 Thanh Xá, Lên Hồng, thành phố Hải Dương. 11:30 ngày mai em lại lên sóng báo giá. Bác nào mà quan tâm dòng xe nào thì hãy cùng em Hương xem hết buổi báo giá đấy, em sẽ để cho mình một cái giá đẹp. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.